4C. Tìm tọa độ giao điểm giữa cái đường thẳng y bằng x - 0,5 và cái parabol y bằng 1/2 x bình. Thì các bạn khi người ta kêu tìm tọa độ giữa đường thẳng và parabol, các bạn nghĩ ngay đến phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Thì các bạn cho vế phải của thằng B nè bằng vế phải của thằng D, thì là 1/2 x bình bằng x - 0,5. Thì để cho đẹp nè, các bạn thấy chia 2 mà chuyển qua đây thành nhân 2 nha các bạn. Vậy x bình bằng 2x. Rồi lấy này bấm máy tính 0,5 nhân 2 ra là 1. Sau đó các bạn chuyển với đổi dấu nè, cộng thành trừ nè, trừ thành cộng. Thì các bạn nhìn ngay đây là hằng đẳng thức nè, 1 này chính là 1 bình đó các bạn. A bình trừ 2 lần AB cộng B bình, vậy là A - B tất cả bình. Được chưa? Còn nếu bạn nào không biết nó là hằng đẳng thức thì các bạn có thể giải bằng cách là phương trình bậc 2 các bạn, phương trình bậc 2. Rồi các bạn nhớ đến công thức A bình bằng 0 thì A nè, A bằng 0, vậy x - 1 bằng 0 tương đương x bằng 1. Có x rồi thì với x bằng 1 ta thay vào cái hằng B thì suy ra, thay vào B nha các bạn, là thay vào B nha. 1/2 nhân 1 bình ra là 1/2. Vậy ta kết luận vậy x bằng 1/2. Ok không ạ? Ok.